Đây là thời điểm người dân phát hiện bé trai 12 tuổi bị đuối nước nên đã chi hô cầu cứu. Khi nhận tin, ngay lập tức ba cán bộ công an xã đang trực ở trụ sở cách hồ nước khoảng 50m đã có mặt tại hiện trường. Hôm ngày 9 tháng 2 2023 thì tôi đang làm nhiệm vụ trong trụ sở cơ quan, thì nghe người dân hô hoán là báo là có cháu bé bị đuối nước tại hồ thị trí gần cơ quan tôi làm việc. Thì tôi cùng những đồng chí trong cơ quan là chạy ra hiện trường và đã các đồng chí gồm đồng chí Phú và bên cả nhà chú Thao tập bớt được cháu bé lên trên bờ, và tôi cùng với anh Thuận công dân gần đó đã tiến hành hô hấp sơ cứu cho cháu bé tỉnh lại, hồi phục và đưa đi cấp cứu. Ba cán bộ công an có hành động dũng cảm vừa được nhắc đến, bao gồm Đại úy Trần Quang Vinh, Thượng úy Ngô Ngọc Phú và Thượng úy Trần Hữu Tuyết đều công tác tại Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Kể lại khoảnh khắc giành lại sự sống cho bé trai, Thượng úy Trần Hữu Tuyết cho biết khi đưa lên bờ, gương mặt cho bé tím tái. Chỉ kịp nghĩ con nước còn tát, Thượng úy Tuyết cùng một người dân đã liên tục hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim khoảng 10 phút thì cho bé thở trở lại và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người dân chứng kiến sự việc đã quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động nhanh chóng, kịp thời và tặng điểm 10 cho kỹ thuật hô hấp nhân tạo, giành lại sự sống cho cháu bé của các cán bộ công an. Trước đây thì tôi cũng đã được đào tạo qua trường lớp chính quy của Bộ Công an, đã được tập huấn các kỹ năng như bơi lội lặn và sơ cứu người bị nạn do đuối nước. Và khi mà thực hành thực tế ngồi thực tế đó với người bị nạn đang trong cơn nguy kịch thì tôi cũng có chút hơi hoang mang bàng hoàng, nhưng không suy nghĩ gì hơn, chỉ lao vào tìm mọi cách để cứu lại cháu bé trở lại sống bình thường. Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2023, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, cha của bé trai bị đuối nước cho biết hiện cháu bé vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, sức khỏe đang dần hồi phục. Cũng trong ngày 10 tháng 2 năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen về hành động dũng cảm, cứu giúp người bị nạn của ba cán bộ chiến sĩ công an, đồng thời đề nghị Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có hình thức khen thưởng động viên kịp thời.